Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm mẹo làm nước lẩu nhé. Đơn giản, nhanh gọn mà lại ngọt, không cần nước xương nhé, mà chúng ta có nồi nước lẩu ngon. Và bây giờ mình cùng các bạn vào bếp để làm nồi nước lẩu này ạ. Để làm nồi nước lẩu nhé, không cần phải xương các bạn ạ, thì các bạn cần chuẩn bị cho mình những nguyên liệu như sau ạ. Và nước lẩu vẫn ngọt ngon nhé. Các bạn chuẩn bị cho mình một quả dừa tươi nhé. Dừa này là dừa tươi ạ, thì chừng dừa tươi, dừa non, các bạn bấm vào nó rất là non như này thì nước nó sẽ ngọt nhé. Dừa già thì nước nó sẽ không ngọt bằng. Các bạn cho mình hai bắp ngô ngọt, một ít hoa hồi và quế các bạn ạ, để cho nước lẩu của chúng ta thơm nhé. Hai cây sả, hành thơm, hai củ, hai quả ớt. Nếu ớt các bạn mà có trẻ con thì chúng ta không cho cũng được nhé. Bốn quả cà chua và một củ hành tây thì là chúng ta sẽ được một nồi nước lẩu. Chúng ta có thể nhúng để mình ăn như gà, vịt, ngan hoặc bò. Các bạn có thể ăn với cá cũng được ạ. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình làm các bạn nhé. Hành thơm các bạn sẽ băm ra cho mình nhé. Ớt các bạn mà sợ cay thì chúng ta sẽ để cả quả, nếu mà mình muốn ăn cay thì mình sẽ dành ra. Sả các bạn sẽ thái lát cho mình để lấy cái độ thơm của sả. Mình không băm nhé, mình mà băm ấy thì cái sả này khi mà ra nước ấy các bạn ạ, thì khi mình ăn ấy, nước là thức ăn ấy thì nó nhỏ thì ăn nó sẽ vướng, thì các bạn sẽ thái lát cho mình thôi. Và cái phần trên này các bạn đập đập khúc đi. Hành tây các bạn sẽ bổ cau cho mình ra nhé. Cà chua mình cũng thái cong. Cà chua rất là đỏ các bạn ạ, đỏ này là ăn nó mới ngọt. Đây các bạn, dừa thì mình sẽ lấy cái phần nước dừa ra các bạn nhé. Mình sẽ dùng mũi kéo để mình chọc cái phần nước dừa này ra. Mình mua dừa này á, thì cái phần cùi này á, mình có thể làm mứt dừa non các bạn nhé. Không phải bỏ gì cả. Vừa có nước dừa để chúng ta nấu lẩu. Đây, cái phần nước dừa này mình sẽ làm bằng nước lẩu ạ, thì nó sẽ ngọt và không cần phải nước xương các bạn nhé. Và nồi lẩu của chúng ta có độ ngọt của các loại trái cây ấy, thì nó sẽ ngon tự nhiên hơn là nước xương ạ. Cái phần ngô ngọt này thì các bạn đấy nhớ là chọn những bắp xanh như thế này ạ, thì ngô nó sẽ tươi nhé và nó sẽ ngọt ạ. Rất là tươi ngon này. Các bạn sẽ bóc bỏ cái phần vỏ ngô đi cho mình. Mình sẽ rửa sạch cái ngô này nhé, vì nhiều lúc ấy, họ bốc thuốc sợ là có thuốc hoặc là các vi sinh vật đi ạ.
Đây các bạn, ngô khi mình đã rửa xong rồi nhé, bây giờ mình sẽ sạch ra thành từng miếng gạo vừa phải nhé. Vì khi ngô nó lở nên là các bạn không cần phải đập chặt miếng to quá. Các bạn cho mình cái nồi lên bếp mình cho dầu ăn vào nhé, không cần nhiều các bạn ạ, vừa phải thôi. Rồi bây giờ mình sẽ cho hành, ớt, xả thơm lên. Quế hoa hồi các bạn cũng cho vào cho mình nhé. Nó có thơm của mùi quế mùi hoa hồi nên là các bạn có thể dùng lẩu, nước lẩu này để chúng ta ăn với nhiều thứ, thịt các loại đều được hết ạ. Các bạn cho mình vào đây thì muối ạ. Nước dừa ấy các bạn ạ, sẽ đổ vào cho mình. Nếu mà các bạn muốn dùng nhiều nước ấy thì chúng ta có thể cho thêm một quả dừa nữa, mà mình không muốn nó ngọt nhiều quá thì mình sẽ cho nước bình thường nữa nhé. Rồi mình sẽ cho thêm các gia vị khác nữa. Đây các bạn sẽ cho mình vào đây bột ngọt này, tiêu này, một chút bột ngọt thôi chứ không cần gì nhiều, chút tiêu. Đây các bạn, bây giờ mình sẽ cho cái phần ngô vào nhé, vì mình để cho cái gia vị này nó ra nước ấy, cho nó thơm ạ. Bây giờ mình sẽ cho ngô vào để cho cái độ ngọt của ngô nó ra nước ạ. Khi ngày Tết chúng ta ở nhà ấy, thì nhiều lúc mùa đông này thì thường hay muốn quây quần, thì mình sẽ không cần phải nấu nướng nhiều, mình cứ có nồi nước lẩu dùng này không mất nhiều thời gian ạ. Như ninh xương thì các bạn phải ninh hàng tiếng đồng hồ mới có nước để làm nước dùng được. Nhưng mà mình làm như thế này thì nó sẽ không mất nhiều thời gian mà vẫn có nước dùng ngon ngọt nhé. Đấy. Và bây giờ mình sẽ cho lúc cái phần hành tây nữa. Chút nữa mình nêm nếm nhé. Và mình cho một chút nước mắm nữa là mình sẽ có được một nồi nước lẩu ngon đấy các bạn ạ. Đây các bạn, làm cái nồi nước lẩu này rất đơn giản thôi, chỉ cần cái phần ngô của chúng ta chín thì các bạn vớt ra ấy, mình sẽ lấy cái nước ngô ấy, nó đã ra nước rồi thì là nồi nước lẩu của chúng ta đã được rồi ạ. Cho nên là khi ngày Tết ấy, các bạn có thể làm như thế này, hoặc khi có khách đông người đến chơi ấy, thì chúng ta mà ăn có bữa tiệc mà không có sự chuẩn bị trước thì các bạn có làm nước lẩu này rất là nhanh tiện, và chúng ta chỉ cần mua các nguyên liệu khác cho vào nữa nhúng vào là xong. Bây giờ mình thử kiểm tra xem gia vị của cái nồi nước lẩu này vừa chưa các bạn nhé. Ngọt thì rất là ngọt rồi các bạn ạ, thơm ngọt rồi. Vị ngọt của nước dừa và vị thơm của hoa hồi và quế và các xả các bạn ạ. Mình sẽ cho vào đây thêm một thìa muối các bạn nhé. Bây giờ mình cho thêm một chút nước mắm nữa nhé, cho cái nồi nước lẩu này nó có vị thơm của mắm.
Đấy, là mình đã được nồi nước lẩu rồi các bạn ạ. À, chỉ cần 15-20 phút là các bạn sẽ có một nồi lẩu ngon nhé. Nồi nước để mình dùng làm nước lẩu ngon. Và cái phần ngô này thì các bạn có thể khi mình cho các nguyên liệu khác vào ấy, nó sẽ đầy thì các bạn sẽ nhặt bớt ra nhé. Thấy như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn cách làm nước lẩu đơn giản bằng trái cây nhé. Còn dừa mà lại ngon như thế này ạ. Các bạn thích có thể like, chia sẻ và đăng ký kênh giúp mình ạ. Ẩm thực miền quê ạ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video mới nhất của mình.